Hôm nay mình sẽ quay clip này. Cái gì đây? Các bạn ơi, cái clip mình đang nghỉ thì ngày mai nha. Máu nè. Mình nghĩ lại. Vừa nãy mình nhớ là có một quả khớ khác. Giết quả khớ này mình biết tên nó vì giống như quả khớ. Bên trong là máu. Sao được? Máu này. Nè, mình phải tìm cho bên mũi là mê. Máu ở đây cần nhiều gấp đôi lên. Ôi đây có máu nè. Máu này khô rồi. Hình như không phải nhầm rồi nhầm. Như đây là máu. Còn đây nữa. Đúng rồi, có máu. Nếu mà ở đây nhiều đá quá, chúng ta hơi bị gì không được nha. Các bạn nhớ tham khảo giúp mình nha. Máu nó nhiều chưa? Rồi mà có biết ai là kẻ thủ phạm không? Nhớ nói cho mình biết nha. Máu nó nhiều. Mày đừng cứ nói là mày là tên sát nhân nha. Mày giết nó mày đá không? Rồi rồi. Sao mày đá một phút cũng đủ. Một phút cũng đủ. Tôi phải làm giờ rồi. Không biết anh đã làm ra vụ án. Cũng phải có dấu vết. Nhưng mà mình đâu phải thám tử. Có mấy cây khế ở trên kìa. Đúng rồi. Có mấy cái khế ở trên đó. Là khế ở dưới nữa. Khế ở dưới nó đâu bị sao đâu. Trời. Có gọi là nó có một thằng nào á, rồi nó ném lên nó tung khá nhiều, cuối cùng nó ném xuống được khiến cho con này nó bị ngục luôn đó. Thật là đáng sợ. Ôi máu nó càng nhiều càng đáng sợ. Ông đừng có ném vợ đi giùm tôi không, tôi tát ông gì ba chi bo. Ai đừng chạm nha, đây là máu người như vậy, máu của trái khớp bình thường thôi. Đây, quay ngang đây đủ rồi đó. Tư vị tới 5 phút đỉnh. Rồi 5 phút để tôi xem lại nạn nhân. Nạn nhân này đang bị tử vong. Đã chết lâu lắm rồi vì anh ấy không thể đứng thẳng được gấp đôi. Ê cái mày. Máu kìa. Máu nè. Vẽ khá đẹp. Tôi vẽ khá đẹp nha, đúng không các bạn? Tôi phải vẽ che cả. Tôi phải vẽ tên kênh của tôi. A này. Ôi thôi, sợ nó quá. Kênh tôi là anh ơi em bộ đội, được chưa? Biết chưa? Đó, vào đó mà tìm nha. Máu ngon đấy. Giờ tôi thấy cái này hơi bị giống như cái chảo đúng không? Đúng không anh? Mà máu á, nó đang bị đứng tác động. Người này đã bị tử vong lâu lắm rồi. Mới cách đây một tiếng sau. Tôi nghe nó có tiếng hét cả đây nhưng tôi không quan tâm. Tôi có nghĩ là có thằng nào nó xem YouTube mà nó bật tới 100%. Hóa ra là người này là bị chết một tiếng trước. Tại sao lại cái xác lại ở đây? Hay là có một cái khớ nào đó đã giết người? Nó có cơ bắp, nó khá là bự. Thì tôi phải điều tra. Đúng không? Nếu mà tìm được hung thủ á, thì chúng ta đã biết đó là ai rồi. Thôi hỏi mấy cái khớ này thôi. Ông hỏi từng cái. Ông hỏi xong rồi tôi trả lời. Thôi. Ông trả lời rồi. Ông trả lời rồi. Nó trả lời luôn. Mày có phải tôi sai chưa không? Tao tôi không phải. Mày không phải. Sao mày bận thế? Tôi không có bận. Không có. Nó ẹt tôi thấy. Ba thằng kia mày ngồi chung. Có thằng nào không? Vừa nãy tôi thấy có thằng nào nó đi đái. Nó đấm cái thằng nào không? Không, tôi
Nó đấm cho chơi chơi thôi chứ không có làm gì giết thắng không. Tại sao nó lại bị chết? Vậy người... tôi đánh thằng này mà chứ đâu phải từ thằng kia. Đừng, tại sao hắn lại không bị chết? Tôi đánh hắn nhẹ mà. Rồi tên này là bị bắt, ngươi phải đi vào tù. Hắn khá là bự. Hắn nhìn đi, hắn chỗ này tôi cảm thấy nó khá là bị ướt. Chắc chắn đây là đây. Mấy phút rồi? 5 phút rồi. 5 phút cho tới 6. Cuối cùng người này đã gặp phải một con ruồi. Ném cái xác của ổng bay luôn đi. Đúng rồi kìa. Rồi mấy đứa qua đây đi. Người đi vào tù. Tất cả cảnh sát băng nó vào tù. Và đừng có cho nó xuất hiện nữa. Và bay.